Sau năm 1971, nhạy bén trước tình hình mới, ở miền Nam Ngụy càng suy yếu, Mỹ lúng túng bế tắc về chiến lược, lại sắp bước vào năm bầu cử tổng thống Mỹ. Còn ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn từ sau xuân 1968 ở miền Nam, đã làm ta quyết định mở cuộc chiến công chiến lược 1972 trên toàn miền Nam, nhằm tiêu diệt lớn quân địch, mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm thay đổi so sánh địch ta. Trong cuộc tiến công chiến lược này, hướng chủ yếu là đường 9 Trị Thiên mà tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh chiến dịch hiệp đồng binh chủng lớn nhất từ trước đến nay. Sau 34 ngày chiến đấu đầu tiên, quân ta đã đập tan hệ thống phòng ngoại mà địch cho là kiên cố nhất miền Nam, tiêu diệt nhiều đơn vị quân chủ lực Ngụy, bắt hàng ngàn tù binh, thu nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh. Và lúc 8 giờ ngày 2 tháng 5 năm 1972, tỉnh Quảng Trị, tỉnh đầu tiên ở miền Nam, được hoàn toàn giải phóng. Sau 1 tháng 18 ngày giải phóng Quảng Trị, ngày 20 tháng 6 năm 1972, ta mở đợt tấn công tiếp vào Thừa Thiên Huế, nhưng gặp trở ngại. Và ngày 28 tháng 6 năm 1972, quân Ngụy dưới sự chi viện của Hoàng Mỹ mở cuộc phản công nhằm tái chiếm Quảng Trị. Cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã và thành cổ Quảng Trị diễn ra trong 81 ngày đêm vô cùng cam go và quyết liệt, là bản anh hùng ca về lòng trung thành, chí quả cảm và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân. Vị tướng Lê Trọng Tấn đã chỉ huy chúng tôi rất nhiều những cái trận mà hết sức là quyết liệt ở Bình Trị Thiên. Tôi nói là những năm sau cái tổng tấn công Ngộ Thân đợt 3 ấy, thì địch đánh phá rất quyết liệt. Trong cái chiến dịch đó thì đồng chí đã chỉ đạo các cái lực lượng tại chỗ để giữ chiến trường và thực hiện các chiến thuật đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn, đánh từng bộ phận và tiến tới đánh tiêu diệt các lực lượng sừng sỏ nhất của quân Mỹ và quân Ngụy tại chiến trường Trị Thiên Huế. Những cái đơn vị của Mỹ như tia chớp nhiệt đới, rồi kỵ binh bay, rồi chiến thuật thuật chơi rừng của tướng Mỹ Avalan, rồi hàng rào điện tử Mapara, các cái tướng mà sừng sỏ nhất của Mỹ mà chỉ huy đưa quân ra chiến trường Quảng Trị thì tướng Lê Trọng Tấn của chúng ta đều chỉ huy và đánh thắng. Tướng Lê Trọng Tấn lúc đó là có một cái tài đặc biệt là tổ chức các cái lực lượng, chỉ đạo tổ chức các lực lượng săn lùng để tiêu diệt các cái xe tăng của Mỹ. Thì đồng chí đó lúc đó chỉ huy cho các lực lượng tổ chức gọn nhẹ bằng những cái lựu đạn chống tăng, rồi bằng B-40, B-41 và bom mìn ta lấy được của địch cũng như của ta để đánh trên các trục giao thông. Khi tối nó cuộn vào thì đồng chí chỉ đạo chúng tôi là tổ chức luồn sâu, tức là đánh, ngày xưa chúng tôi thường nói là luồn sâu đánh nở hoa trong lòng địch, tức là đánh từ bên trong các cái trở chỉ huy của nó. Nếu tướng Lê Trọng Tấn thì chúng tôi gọi là tướng, một vị tướng trận, một tướng trận, và cũng nói là vị tướng này là tướng, vị tướng tấn công, vì đồng chí rất giỏi về chỉ đạo tiến công. Đấy. Nhưng đến cuối chiến tranh thì địch nó cụm lại. Nó cụm lại thì nó phải thực hiện cái việc chúng ta phải vây nấn để tiêu diệt các cái cụm căn cứ của nó. Thì đồng chí có một cái tài năng mà bây giờ tôi nhớ mãi. Đồng chí tổng kết trong cái trận mà chúng tôi để chỉ đạo chúng tôi đánh cái 544 là chỉ có 6 chữ thôi: vây, nấn, tấn, phá, triệt, diệt. Thì tôi nói là một những cái sâu sắc mà cái tài năng và đồng chí trong cái chỉ huy, không những giỏi về mặt chiến lược, giỏi về mặt chiến dịch, mà rất giỏi về những cái chỉ đạo về chiến thuật. Do phải liên tục chỉ huy chiến đấu căng thẳng nên sau chiến dịch tướng Lê Trọng Tấn phải ra Bắc chữa bệnh. Nhưng rồi đến trung tuần tháng Giêng năm 1973, trước lúc Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Việt Nam được ký kết, tướng Lê Trọng Tấn được cử vào mặt trận Quảng Trị để chỉ huy đánh địch phá hoại hiệp định. Quân Ngụy lấn chiếm cửa Việt. Lúc này, chỉ huy một số đơn vị tại chỗ đã nao núng, chần chừ. Lê Trọng Tấn đã kịp thời chấn chỉnh và ra lệnh kiên quyết đánh bại, khôi phục tức khắc cảng cửa Việt, đẩy địch về tuyến cũ. Năm 1973, Lê Trọng Tấn là Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Quân đoàn 1. Năm 1974, ông được thăng quân hàm Trung tướng. Từ giữa năm 1973 đến tháng Giêng năm 1975, Trung tướng Lê Trọng Tấn được cử làm tổ trưởng tổ trung tâm xây dựng kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm.
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Tổ Trung tâm đã dự thảo xong kế hoạch giải phóng miền Nam sau 8 lần sửa chữa và bổ sung. Tới hội nghị Bộ Chính trị mở rộng cùng các đồng chí lãnh đạo chủ yếu các chiến trường từ 18 tháng 12 năm 1974 đến 8 tháng Giêng năm 1975, kế hoạch được hoàn chỉnh và chính thức thông qua. Phải nói một đồng chí cán bộ chủ chốt của quân đội ta mà được quân đội tín nhiệm như đồng chí Lê Trọng Tấn thì cũng là hiếm. Một nhân cách, một phẩm chất, một đạo đức, một con người như anh Tấn là rất hiếm. Tháng 4 73 và như Bộ Chính trị nhận định ấy, lúc này chỉ còn khả năng nữa thôi là chiến tranh thôi, chứ không còn khả năng nào nữa. Cho nên Bộ Tổng tham mưu thành lập một tổ trung tâm để nghiên cứu kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm. Tổ gồm có 4 người, do anh lúc ấy là thiếu tướng, phó tổng tham mưu trưởng làm tổ trưởng. Anh Vũ Lăng sau này là thượng tướng đã qua đời, lúc đó là đại tá cục trưởng tác chiến. Và 2 đồng chí thượng tá phó cục trưởng là đồng chí Võ Công Hồ, hiện nay là thiếu tướng, đã nghỉ hưu ở miền Nam. Và tôi là phó cục trưởng phụ trách chiến trường miền Nam. Thì chúng tôi nghiên cứu suốt gần 2 tháng, đầu 7 tháng 4 73 đến 22 tháng 5 73 thì hoàn thành kế hoạch và được báo cáo với lại đồng chí bí thư nhất Lê Duẩn. Trong thời gian nghiên cứu, tôi thấy rõ anh có một điểm thế này: ngoài cái đức tài của anh, cái nhãn quan chiến lược, cái tầm nhìn, rồi cái trình độ chỉ huy tác chiến của anh, nhưng mà có một điều là về cái đức của anh ấy, rất thuyết phục chúng tôi. Thì người mà tư lệnh chiến dịch mà được đại tướng Võ Nguyên Giáp tin cậy nhất chính là đại tướng Lê Trọng Tấn. Có thể nói rằng bọn tôi hàng bàn với nhau không biết có đúng không, vì mọi sự khó khăn có thể là khập khiễng. Chúng tôi cũng ví dụ như là đại tướng Tấn cũng giống như nguyên soái trụ cột của quân đội Xô Viết ngày xưa. Tức là ở nhà là có đại nguyên soái Stalin làm tổng tư lệnh, nhưng mà khi cần phải cử một cái tướng có tài để đánh những trận quyết định ở những phương hướng chiến lược quyết định thì nguyên soái trụ cột là được cử đi đảm nhiệm cái chức vụ đó. Thì ở Việt Nam ta cũng vậy, trong thời kỳ chống Mỹ, những chiến dịch nào có tính chất quyết định thì đại tướng Lê Trọng Tấn là người luôn luôn xuất trận để tham gia làm tư lệnh các chiến dịch có tính chất quyết định. Chính vì là đại tướng Lê Trọng Tấn là một người mà nghĩa là xuất trận ở đâu thì ở đó là phương hướng trưởng chiến lược quan trọng, đó là những trận đánh có tính chất quyết định. Cho nên tháng 11 năm 1974, đại tướng Lê Trọng Tấn được cử đi làm trưởng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm hữu nghị Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Đức. Thế thì sau khi mà nghĩa là bọn tôi sang được chưa đầy 10 ngày đó, về cơ bản thì cũng là hoàn thành các tiến mục thăm hữu nghị và tham quan rồi, thì đại tướng Lê Trọng Tấn mới bảo chúng tôi, bảo thôi các cậu ở lại về sau, tớ được nhiệm vụ là phải bi máy bay về trước. Và sau đó thì chúng tôi về bằng tàu hỏa, còn đại tướng Lê Trọng Tấn thì là đạp máy bay của Lufthansa đó về ngay Hà Nội để nhận nhiệm vụ ra chiến trường chuẩn bị làm tư lệnh chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. Thì tôi suy nghĩ đây mà là một cái đòn nghi binh. Bởi vì tại sao tôi bị nghi binh là tại vì lúc đi đó thì đại tướng dặn bọn tôi và các cậu phải giữ bí mật đấy nhá, cẩn thận không được lộ ý định của ta. Thì sau này tôi mới hiểu là cái việc đại tướng Tấn đi vừa mục đích là tham quan hữu nghị, nhưng mà có một cái mục đích là một đòn nghi binh chiến lược để đánh lạc hướng phán đoán của đối phương. Mùa xuân năm 1975, khi Tư lệnh Mặt trận Văn Tiến Dũng ra tiền tuyến, Phó Tư lệnh Mặt trận Lê Trọng Tấn ở lại Đại Bản Doanh trực tiếp điều khiển cuộc chiến dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến dịch tiến công Tây Nguyên giành thắng lợi lớn đã tạo ra thời cơ chiến lược. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chính thức quyết định thành lập Bộ Tư lệnh và Đảng ủy Chiến dịch Huế Đà Nẵng. Trung tướng Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh, Trung tướng Chu Huy Mân làm Chính ủy. Lúc đó, Tư lệnh và Chính ủy ở cách xa nhau hàng trăm cây số, nhưng qua điện đàm họ đã nhanh chóng đi đến thống nhất, khẩn trương truy kích, kiên quyết đánh địch trên đường hành tiến, tiêu diệt, đánh tan rã các đơn vị của địch, không để chúng kịp co cụm chạy về Sài Gòn. Quân đoàn 2 lập tức truy kích địch và thần tốc tiến vào Đà Nẵng.
Sau khi giải phóng Đà Nẵng, với nhạy cảm tình hình, Trung tướng Lê Trọng Tấn đã chủ động bàn với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Quân đoàn 2, đề nghị Bộ Tổng Tư lệnh cho thành lập cánh quân duyên hải. Thực tế chứng minh ý kiến này là đã góp phần quan trọng vào việc giành thắng lợi của chiến dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí rất ngắn, ông đã tổ chức cuộc hành quân thần tốc từ Đà Nẵng vào La Ngà, vừa đi vừa đánh, mở đường mà tiến. Đưa một đạo quân gần 4 vạn người với hàng ngàn xe các loại vượt qua một chặng đường dài gần 1.000 km, xuyên qua 3 quân khu địch gồm 14 tỉnh, 18 thị xã, thị trấn, vượt qua 50 con sông, 600 cầu lớn nhỏ, trải qua 18 ngày đêm. Ngày 22 tháng 4, Lê Trọng Tấn được cử làm Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Lê Trọng Tấn và Bộ Chỉ huy Cánh quân phía Đông, cánh quân này đã thần tốc tiến theo ven biển miền Trung, giải phóng Nha Trang, Cam Ranh, bắt sống tướng giặc ở Phan Rang, rồi tiến về Nam tham gia giải phóng Sài Gòn. Là đơn vị đầu tiên cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập, tiếp nhận sự đầu hàng của chính phủ Sài Gòn vào hồi 10 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tình hình lúc bây giờ thì cái tư tưởng, cái tinh thần thần tốc và quyết thắng thì không thể gặp nhau để họp được. Cho nên thống nhất với nhau trên điện đài 3 điểm. Một là tấn công nhanh, mạnh, tiêu diệt và làm tan rã gần 10 vạn quân của địch ở Đà Nẵng. Không cho nó tự thủ, không cho nó chạy về Sài Gòn. Thế thì anh Tấn chỉ huy quân đoàn 2 tấn công từ ngoài Bắc vào. Còn tôi thì đi với lực lượng chủ lực quân khu 5 là tấn công từ Nam ra. Trưa 29 tháng 3 thì Đà Nẵng được giải phóng. Mùng 1 tháng 4 đấy, thì Tư lệnh và chính trị gặp nhau. Rồi thì cùng nhau ăn cái bữa cơm thân mật. Đặc biệt là ở cái làng Thanh Quýt, là quê hương anh Nguyễn Văn Trỗi. Thế thì cái Đà Nẵng bây giờ nghe xong rồi, hậu thế thì thấy nó bình thường. Có gì đâu, đánh cho nó vỡ ngay. Nhưng Đà Nẵng là một căn cứ liên hợp quân sự 10 vạn quân. Nếu đánh bình thường thôi, thì ít nhất phải bỏ vào đây 5 vạn liệt sĩ. Và cũng khoảng chục vạn thương binh nữa mới dứt điểm được. Nhưng mà đang trong công sự mà đánh ngoài, chứ người đánh ngoài bao giờ cũng chả thương vong. Thế mà đằng này là trong hoàn cảnh ấy, anh Tấn xin 7 ngày, ông Văn chỉ cho lắc đầu, xin 5 ngày không được. Sau khi xin, ông bảo chỉ 3 ngày. Người giỏi như ông Tấn mà cũng còn chân chưa. Nhưng mà cuối cùng ông Văn phải nói câu cũng khích tướng là nếu không phải anh là tư lệnh thì tôi hạ lệnh rồi. Nghĩa là anh là cái người tôi tôn trọng nhất, giỏi nhất mà tôi có thể có trong tay. Mà anh còn cái gì rào, anh không dám đề nghị 3 ngày. 3 ngày đập tan 10 vạn quân trong công sự không phải chuyện đùa. Thế cuối cùng anh Tấn nhận, xin nhận 3 ngày ra lô lắm. Nhưng mà kết quả là cùng với anh Chu Huy Mân, hai anh hợp đồng với nhau qua điện, với tất cả cái nỗ lực của quân đoàn 2 dưới trướng của Nguyễn Hữu An, Hoàng Đan, Lê Linh, trong kia thì Nguyễn Trơn, toàn những dân kiệt xuất của quân đội mình đánh vỡ Đà Nẵng trong 3 ngày, từ 26 đến 29. Bây giờ nghe thấy cái chuyện thế bình thường, nhưng là chuyên gia quân sự thì chúng tôi phải nói là phục sát tất cái đó. Sau khi vượt qua Huế và cùng với đồng chí Truy Mân chỉ huy giải phóng Đà Nẵng thì cánh quân duyên hải chúng tôi tiến về hướng Nam. Đến Phan Rang thì gặp quân địch phòng ngự từ xa ở đấy. 3 ngày đêm đồng chí Tấn đã trực tiếp chỉ huy và đột phá được cái phòng tuyến Nha Trang. Có một câu chuyện là sau khi 2 ngày là quân ta nhập nhằng không dứt điểm được, một đêm đồng chí thức trắng và sáng hôm sau gọi tôi lên mời tư lệnh quân đoàn cùng các sư trưởng lên. Đồng chí nói vắn tắt một câu: cho sư 35 tiến vào chiến đấu, phải dứt điểm trong 1-2 ngày, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ. Và trước sự quyết tâm của anh Tấn tăng cường lực lượng đột kích, thì cánh đò duyên hải á đã ngày 16 tháng 4 đã chiếm lệnh được mặt trận Phan Rang, bắt được trung tướng Nguyễn Vinh Nghi và chuẩn tướng Sang tư lệnh của sư sóng quân. Nó cũng là một quyết tâm kiên quyết tấn công của
anh Lê Trọng Tấn. Khi xuất phát từ Huế Đà Nẵng thì cái kế hoạch đi Sài Gòn đã cơ bản đã xong từ trước rồi, tức là đánh 4 quân đoàn, không có cái quân đoàn 2 đâu. Thế nhưng mà khi ngồi trên nhìn thấy Lê Trọng Tấn là tư lệnh, dưới cánh quân là tư lệnh Nguyễn Hoang, thì lớp sĩ quan tham mưu chúng tôi ngồi cười, coi chừng cái anh sai nhất này này, cái anh đánh thêm này này, đánh ngoài kế hoạch, có khi bị cướp cả. Tôi xin bảo đảm, tôi thề tôi không nói sai. Ngay cái lúc bắt đầu xuất phát từ Đà Nẵng, chúng tôi đã có bàn bạc với nhau, lớp tham mưu bàn riêng đánh giá là coi chừng ấy, cái anh mà không có kế hoạch coi như là của thêm nếm này mà lại đi xa nhất, đằng kia là sẵn sàng túc trực đánh Sài Gòn, mà cuối cùng chính quân đoàn 2 bắt xuống mình, chính là tay chỉ huy. Khi mà kết quả ta tiêu diệt, đập vỡ tuyến phòng ngự từ xa của địch ở Phan Rang, và khi chiến thắng ấy về đến cơ quan tổng hành dinh ấy, thì đồng chí Võ Nguyên Giáp có nhận định thế này là đúng, là nếu không có Đảng, không có Bác, không có nhân dân, không có quân đội thì mỗi một chúng ta chỉ là người dân nô lệ thôi. Thế nhưng mà khi làm cách mạng thì tập thể rồi, nhưng cá nhân có vai trò nhất định. Lê Trọng Tấn là một trường hợp cá biệt. 9:30 ngày 30/4, lúc mà Dương Văn Minh tuyên bố là xin ngừng bắn để thương lượng, thì lập tức anh Tấn viết, đọc cho tôi viết một cái lệnh vắn tắt cùng có 3 điểm. Điểm 1, địch là xin ngừng bắn đề phòng âm mưu mới. Thứ hai, tiếp tục tấn công không dừng lại theo kế hoạch. Thứ ba là chú ý bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thì tên Tấn, thực tế lúc đó là trên Bộ Tư lệnh Chiến dịch chưa có điện, nhưng mà với tinh thần nhạy cảm chiến trường và đồng tâm nhất trí quán triệt tư tưởng chiến lược chiến thuật chiến dịch với nhau, đồng chí Tấn ra lệnh. Mãi đến 10:30 thì chúng tôi mới nhận được lệnh của Bộ Chỉ huy chiến dịch nội dung tương tự. Thật là ý hợp tâm đầu, trên dưới nhất trí. Có hai cái thắng lợi đặc biệt. Thắng lợi thứ nhất là trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Lê Trọng Tấn là cái người là chỉ huy đơn vị đánh thẳng vào Mường Thanh, bắt sống rồi cắt xây. Trong mùa xuân đại thắng 75 thì Đại tướng Lê Trọng Tấn là cái người chỉ huy cánh quân phía Đông, đã từng cùng với các cánh quân đánh thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt sống Dương Văn Minh, buộc Dương Văn Minh đầu hàng. Mà trong đời một cái vị tướng mà có hai cái chiến công như vậy thì tôi thấy là cũng hiếm thấy, mà xứng đáng là hai lần anh hùng.